Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán trong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng 7 năm 2023, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái mặt hàng kg ạ, rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm với cái giá rất là rẻ. Hôm nay sẽ có nhiều những cái mặt hàng mà em giảm giá cực kỳ là sâu, cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây lan đẹp nhất cho sân vườn của nhà mình. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Và em báo thì sẽ chưa bao gồm phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái lô tiểu hồ điệp vô cùng là xinh đẹp luôn ạ. Nói là tiểu hồ điệp như hàng hôm nay thì so với những lô khác thì em thấy là cây tiểu hồ điệp hôm nay rất là tươi và cây to cô chú anh chị nhé. Và nói là tiểu hồ điệp như cần hoa của nó có thể vươn dài cả 50 phân cô chú anh chị ạ, mà đa màu sắc. Ngay từ thân lá thôi cô chú anh chị cũng thấy là đủ màu sắc rồi. Khi mà sổ hoa thì rất là nhiều những màu sắc đẹp. Dòng tiểu hồ điệp hôm nay em bán với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi ạ. Em sẽ bán từ 0,3 kg luôn nhé. Dáng hương cẩm báo, cái dòng lan vô cùng dễ thuần dễ chăm, những bông hoa cũng rất là độc đáo luôn ạ. Và thơm ngay từ thân lá. Cái dòng cẩm báo này thì cái lá của nó rất là mọng nước nên là bình thường vận chuyển trên rừng về rất là khó giữ, nhưng cô chú anh chị có thể thấy là cái lô hàng người ta giữ được rất là tốt, là hàng cắt tỉa rễ cực kỳ là sạch sẽ như thế này, về gần như là chỉ ghép thôi. Em bán với giá là 150.000 trong 1 kg thôi. Và sang bên này đây ạ, một cái lô dáng hương tam bảo sắc. Đa phần thì nó sẽ là sổ hoa vàng cô chú anh chị nhé. Lô này này, đa phần sẽ sổ hoa vàng. Và thực sự thì lâu lắm rồi cô chú anh chị ạ, mới có một cái lô tam bảo sắc phải nói là to và đẹp như thế này. Không phải lúc nào cũng có. Đây là một cái hàng lô hàng tuyển chọn cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Hàng vừa lá xếp bản lá rất là to, một cây cực to luôn ạ. Và cái dáng hương tam bảo sắc này, hàng của ngày hôm nay em bán với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg thôi. Và em khẳng định rằng là những cái lô sau thì cũng sẽ rất là khó mà kiếm được những cây tam bảo sắc nó to như thế này. Cây rất là to luôn cô chú anh chị nhé. Lô này thì đẹp mỹ mãn luôn. Mà tam bảo sắc nếu như là dòng hoa vàng thì hoa của nó khi mà sổ ấy thì gần như là hoàng nhạn luôn. Đặc biệt cực kỳ là thơm đậm đà nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan, đây là kiều vuông cánh trắng ạ. Hàng cắt tỉa cực kỹ như này. Em bán kiều vuông cánh trắng này với giá sẽ là 200.000 cho 1 kg. Ở những lô trước thì giá còn 250, thậm chí còn hơn. Hôm nay đã giảm nhiệt rất là nhiều rồi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan kiều cánh tua. Dòng kiều cánh tua này thì hoa của nó sẽ là hoa chùm nhá, mà khi mà nở hoa thì cánh vàng rộm và đồng thời là cánh tua rất là độc đáo nữa. Giá em bán dòng kiều cánh tua là 150.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo môi tua, hay còn có tên là hoàng long vĩ. Dòng này cũng sẽ là cái dòng hoa cánh sáp bóng hiện tại và màu vàng. Thì cái dòng này thì khi mà cô chú anh chị lên giò ấy, hoa cho những chùm hoa vàng rực rỡ cũng rất là tuyệt vời luôn. Tiếc là bây giờ hàng đã đi vào giai đoạn là tàn hoa rồi cô chú anh chị ạ. Lác đác còn và sót lại vài bông hoa thôi. Và kiều cả môi hoàng thảo môi tua hoàng long vĩ này bán với giá là 130.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái một cái lô dáng hương đuôi chồn rất là xinh. Những cây tầm nhỡ nhỡ như thế này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Dòng này thì đây ạ, đã cho những cái hoa hàng chồn thì bình thường hoa cực sai bông luôn này cô chú anh chị. Nó rất là sai bông luôn nhé. Hàng hôm nay là hàng nhỡ, hôm qua thì cây lớn hơn. Em bán 180, còn hôm nay hàng nhỡ hơn. Em sẽ bán là 170 cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là hoàng thảo hoàng lạp này. Xanh mướt đẹp như thế này. Hàng dề luôn ạ, 130.000 trong 1 kg thôi. Dáng hương đuôi sóc cũng là tầm ghép tuyệt vời ạ. Những cây lá xếp V luôn á cô chú anh chị. Em bán đuôi sóc này là 130.000 trong 1 kg. Mỹ dung dạ hương ạ, một cái loại lan vô cùng thơm, đặc biệt là vào buổi tối nhá. Hoa thì gần trắng như là cái cây quế luôn ấy. Cái dòng Mỹ dung dạ hương này em bán với giá là thơm gần như là quế, màu gần như trắng như là quế trắng tháng 8 luôn ạ. Em bán Mỹ dung dạ hương này với giá là 180.000 trong 1 kg. Và tiếp sang bên này đây, hôm nay
Em về cái dòng Đai Châu, đây là dòng Đai Châu rừng Bắc Trụ nhá cô chú anh chị nhá. Cái mùa này thì cây đang bắt đầu là bắn những cái rễ tơ mới đây cô chú anh chị này. Hàng này thì cái lô hàng về em cực ưng luôn. Cây hàng lá xếp bản lá rất là to. Hàng Đai Châu rừng này thì gần như là không có lỗi lá nhá cô chú anh chị nhá. Nói là không có lỗi lá nhưng mà bới sâu tìm vết mà kỹ càng quá thì mình không đạt được đến 100% đâu đúng không ạ? 90% trở lên là đẹp rồi đúng không ạ? Em bán cái hàng này với giá sẽ là 230.000 cho 1 kg. Dòng Đai Châu rừng Bắc Trụ này và rơi vào tầm khoảng 5 cho đến 10 cây, 5 cho đến 8 cây trên 1 kg. Cây rất là đều luôn cô chú anh chị ạ. Hàng này mà lên chậu thì đúng như hoàng hậu lên ngôi luôn ạ. Sang bên này là dòng Châu Thái. Cho cô chú anh chị nào mà thích những cái cây lan mà gọi là đa màu sắc, cái lôi Đai Châu Thái phải nói siêu xuất sắc cô chú anh chị nhé. Hàng này Châu Thái rừng Bắc Trụ của rừng hàng Việt Nam mình ạ. Nên là về cô chú anh chị khi mà trồng ấy thì dễ dàng thuần. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái hàng Châu Thái người ta bán cân. Và đó là hàng Thái, bóc ở Thái và hàng lỗi, hàng xấu người ta bóc. Còn đây là hàng của rừng Việt Nam mình, vườn Việt Nam mình trồng thuần và bóc cô chú anh chị nhé. Đấy nên là cô chú anh chị nhìn cây nó cực kỳ là mướt và đẹp như thế này. Thì hàng này em xin phép được bán với giá là 370.000 cho 1 kg. Dòng Châu Thái, Châu Thái thì nó khác Châu rừng là nó sẽ nở đủ đa màu sắc nhé. Và cái lô hàng này thì 1 kg chắc sẽ rơi khoảng tầm 6 cho đến 10 cây. Rất là đều cây và đều là cái bản lá mít đẹp như thế này. Đó cô chú anh chị nhìn cho em, bản lá quá là đẹp đúng không ạ? 1 kg hơn 300.000 cô chú anh chị có thể sở hữu ngay từ từ 6 cho đến 10 cây, từ 6 cho đến 10 cây. Đó, thay vì cô chú anh chị mua từng chậu nó đắt đỏ thì cô chú anh chị mua những cây này về ghép trụ hay là trồng chậu đều rất là phù hợp luôn đúng không ạ? Và tiếp sang bên này đây thì em có hai cái lô hàng rẻ bèo nhèo luôn đây cô chú anh chị. Nhất điểm hoàng, cái lô này em bán là 30.000 này. Và cái lô số 2 em bán 20.000 thôi. Hoàng thảo vẩy rồng, một cái dòng hàng mà có sức sống cực mãnh liệt luôn ạ. Với những cái rễ rất là vừa tầm ghép, hiện tại thì cây đang chuẩn bị đi vào mùa mầm mới. Vẩy rồng với giá em bán là 110.000 cho 1 kg thôi ạ. Cô chú anh chị tìm nơi đâu cũng sẽ giá lẻ, không bao giờ có giá 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. Em khẳng định luôn ạ. Cái hàng này thì thực bằng giá sỉ luôn. Và tiếp sang bên này đây, đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt cũng đang là cái mùa tầm ghép rất là đẹp của dòng gà dẹt này. Hoa của gà dẹt ấy thì thường là nở vào thời điểm Tết và cứ tầm đến mùa nụ 1-2 tháng nữa thôi. Giá của nó chắc là sẽ đội lên tầm khoảng tầm 180 cho đến 200. Hiện tại thì em bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Cây thì đang bắt đầu là lên những cái mầm chồi tơ mới mà cô chú anh chị mà có kích biết sử dụng cái kích duy xanh duy đỏ thì kích vào nữa là lên mầm chi chít luôn ạ. Sang bên này để em có cái dòng lan quế tím. Quế tím này cô chú anh chị này, quế tím cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái mặt bông của dòng quế tím này. Nó xinh lắm luôn ạ cô chú anh chị. Một hai nhánh quế tím nhỏ thôi mà cũng cho mình cái giò lan rất là đẹp luôn ạ. Dạ thơm gần như hoàng nhạn luôn. Em bán cái quế tím này với giá là 150.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 30.000 cô chú anh chị có thể sở hữu cho mình một cái mặt bông gọi là cô chú, một cái mặt bông lan rừng đáng thưởng thức rồi nhá cô chú anh chị nhá. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan cửu bảo tiên. Cửu bảo tiên cô chú anh chị ạ, một cái mặt bông mà đang rất là hot hiện nay. Cái dòng này thì chủ yếu là hàng người ta nhập bên Thái về và bây giờ người ta cho vào vườn Việt Nam mình, cho vào vườn rất là nhiều. Mà đây là một cái dòng lan rất đáng thưởng thức, nó không phải là mới. Không phải là mới đâu cô chú anh chị nhé. Một cái mặt bông rất là đẹp, rất là thơm. Rất là đẹp, rất là thơm. Và đây là những chậu mà người ta đã trồng được khoảng tầm 1 năm, hơn 1 năm đấy ạ. Thì sẽ có những cái sắc màu gọi là hoa có thể đậm như này. Cũng có những cái bông nó có thể nhạt hơn cô chú anh chị ạ. Và khi mà đã lên giò ấy, khi mà đã lên giò được tầm như thế này rồi, người ta sẽ bán cả tiền triệu nhé cô chú anh chị nhé. Thay vì mình chờ đợi để mà mua những cái giò lan mà thuần vườn mà cực đắt đỏ như thế này, cô chú anh chị có thể mua giúp em những cái chậu cửu bảo tiên này, trồng đến 1 năm sau thôi ạ là có những cái bông hoa đẹp thơm để mà cô chú anh chị thưởng thức rồi nhá cô chú anh chị. Đấy, một cái chậu như thế này cũng rơi 600-700 nghìn, thì cô chú anh chị chọn cho em một cái chậu cửu bảo tiên này. Giá em bán chỉ có 120.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 120.000 cho một giò thôi ạ. Bình thường cô chú anh chị bây giờ lên Facebook không có bao giờ có một cái giá mà một chậu cửu bảo tiên cặp đôi như thế này, giá 120.000 đâu ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng Corat, không phải dòng Corat Cookie mà đây là cái dòng châu hồng gấm cô chú anh chị ạ.
dòng cho hoa quanh năm. Đây là cái mặt bông của dòng châu hồng gấm nhá. Những cái dòng này thì nó khỏe, sống rất là khỏe luôn. Em bán cái chậu châu hồng gấm này với giá chỉ có 120.000 thôi, là cho một chậu mà nó nhiều cặp lá như thế này này cô chú anh chị này. Và đều là những cây đã trưởng thành cho hoa hết nhá. Và sang bên này đây cũng sẽ là những cái giò lan thuần, phải nói siêu rẻ và siêu đẹp luôn. Những cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố đẹp mỡ màng như thế này, một chậu hơn chục thân cô chú anh chị nhá. Một mặt bông phải nói là siêu đẹp ạ, một mặt bông cực kỳ là đẹp. Trước đây thì những cái năm đầu tiên mà em mới bán lan rừng ấy ạ, cách đây khoảng tầm cũng gần chục năm rồi ạ, mỗi một thân hạc vĩ thiên cung lự bố người ta bán hơn 100.000 ạ. Mặt bông thiên cung lự bố đẹp như thế này cơ mà cô chú anh chị. Thì hiện tại cả một cái chậu như vậy em bán có 110.000 thôi mà hơn chục thân cô chú anh chị nhá. Hơn chục thân sum xuê tuyệt vời như thế này có 110.000. Và sang bên này đây thì em có cái dòng cũng là cái dòng hoa nở Tết này. Những cái chậu kiều lộc bắc. Kiều lộc bắc cô chú anh chị ạ. Một giò kiều lộc bắc như vậy em bán có 180.000 cho một giò thôi. Đấy, hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị một cái giò hoa Tết vô cùng là tuyệt vời đấy ạ. Thân nào thân đấy to mập, cực kỳ là khỏe, cứng cáp luôn cô chú anh chị nhé. Sang bên này thì em có những cái giò này sẽ là những cái cây lan giả hạc chớp Mỹ, một cái mặt bông mà hoa cánh tím chớp và sai bông từ gốc đến ngọn, hoa nở thời điểm Tết. 1-2 năm trước đây thì mỗi một thân hơn 300.000. Đó. Bây giờ cả một cái chậu như thế này, đây dài gần như là đến cái phần treo của móc rồi. Tức là một chậu mà có hai thân đến dài từ trên 50cm rồi cô chú anh chị nhé. Còn nếu mà chậu nào mà rơi vào 3 thân thì nó sẽ ngắn hơn một chút xíu. Thì một chậu như vậy em chỉ bán với giá có 110.000 thôi. Đấy, nếu mà cô chú anh chị mà muốn nó sum xuê, muốn một cái chậu khủng thì cô chú anh chị chỉ cần lấy giúp em hai chậu thôi ạ. Hơn 200.000 thôi là cô chú anh chị có một cái giò lan khủng và đẹp rồi. Sang bên này đây thì em có những cái chỗ cây bên này sẽ là cây thiên nga đỏ này cô chú anh chị, năm thứ ba thứ tư hết rồi. Cô chú anh chị trồng ổn định bằng cái giá thể vỏ thông là chắc chắn những cái giò này về cô chú anh chị sẽ được không có lý do gì không được ngắm hoa đoạn thiên nga đỏ. Chỗ như vậy em bán 110.000. Đặc biệt bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi nhá cô chú anh chị nhá. Trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi, thực ra ấy cái dòng trầm này thì người ta gọi nó là cái trầm than củi thì đúng hơn, nhưng mà là cái mặt bông mà được giữ giống rất là lâu rồi nên là chính vì vậy mà người ta còn gọi là trầm cổ đấy ạ. Mặt hoa của dòng trầm cổ đây cô chú anh chị này đẹp tím lịm như thế này ạ, sai bông từ gốc đến ngọn cô chú anh chị, mà trăm đạt nó có thể dài đến cao dài đến cả 2m nhá. Và thân to như cái ngón chân cái luôn. Và một cái chậu trầm cổ như vậy rơi ít nhất 6 thân trong một giò em bán với giá chỉ có 110.000. Sang bên này đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cái dòng trầm rồng đỏ. Riêng trồng rồng đỏ cô chú anh chị ngắm thân lá không cũng đủ mê mẩn rồi. Hàng lá xếp đẹp tăm tắp luôn, thân thì to nù, có những cái chậu mà hai thân nó to như cái ngón tay cái luôn rồi, mặc dù là hiện tại chưa đến cái giai đoạn gọi là phình thân đâu. Còn nếu như là chậu nào mà rơi nhiều thân hơn đây cô chú anh chị, nếu như mà nó nhiều thân hơn thì nó sẽ ngắn hơn, thấp hơn. Nhưng mà cô chú anh chị thấy là đặc điểm là thân lá rất là đẹp, mà khi mà nở hoa thì còn tuyệt vời hơn như thế cô chú anh chị nhá. Cái dòng này thì những người chơi lan từ những năm rất là lâu trước đây rồi chắc chắn là đều muốn sở hữu cho mình những giò lan trầm rồng đỏ để mà chơi hoa Tết với sắc hoa đỏ thắm. Hoa của nó gần như là trầm rừng, bầu tròn như là trầm rừng, nhưng bông hoa của nó sẽ to hơn. Và đặc biệt là những cái thân của nó thì đốt rất là ngắn và rụt như thế này, nên là khi mà ra hoa ấy, khi mà nó sổ hoa thì nhìn cái cần hoa của nó sẽ rất là sai bông và cực kỳ là đẹp luôn. Mà dòng này sai bông lắm, sai bông tự nhiên luôn nhé. Với chậu trầm rồng đỏ rơi vào ít nhất là hai thân, nếu mà hai thân thì nó cao từ 45cm trở lên rồi, còn nếu mà rơi 3-4 thân thì nó sẽ ngắn hơn. Và em chỉ bán có 100.000 cho một giò trầm rồng đỏ này thôi, quá là rẻ luôn so với cái vẻ đẹp thẩm mỹ mà nó mang lại luôn ạ. Sang bên này thì em có những chậu giả Hawaii cũng vô cùng tuyệt vời luôn đây cô chú anh chị này, thân cao vút 5-6 thân cho một chậu như thế này. Và một giò như vậy em bán cũng với giá chỉ 110.000. Và sang bên này đây sẽ là giò giả Hawaii rất là đẹp như này, có 110.000. Thực sự thì bao nhiêu cái công sức, công chăm, cây giống, giá thể rồi chậu đấy, 110.000 cho một cái chậu lan thành phẩm nó đẹp như thế này, quá là rẻ đúng không ạ? Nó quá là rẻ luôn. Nên là hiện tại là nhiều nhà vườn người ta cũng rất là lười. Vài năm trước em nghĩ là một dạ sau nữa là chắc chắn giá nó phải lên, chứ còn giá này thì không có lãi cho nhà vườn đâu.
Và sang bên này đây sẽ là những cái siêu phẩm đen đỗ mắt đen này. Giò đen đỗ mắt đen ạ, những siêu phẩm đây ạ. Những siêu phẩm phải nói là vô cùng tuyệt vời. Cái chậu đen đỗ mắt đen này phải hơn chục thân, mỗi một thân dài trên 50 cm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Những cái giò này mà sau này mà nở thì phải nói là những cái tác phẩm quá đẹp luôn ạ. Đấy cô chú anh chị ngắm cho em một cái giò khủng bố như thế này, hơn chục thân. Chi chít mầm em bán với giá chỉ có là 230.000 thôi ạ. Và hiện tại thì cây đã đi vào cái giai đoạn là thu ngọn rồi, và một dạo nữa là rụng lá và đến Tết sẽ cho cô chú anh chị mình hoa nhé. Sang bên này sẽ là những giò hoàng lạp, em bán là 120.000 cho một chậu hoàng lạp này. Mầm xanh mướt lên luôn ạ, lên mầm cực đẹp như thế này. Và sang bên này đây thì em có những cái giò này sẽ là những cái chậu cắt lai a, dòng lan cắt mini, nói là cắt mini thôi nhưng bông hoa rất là to, và đặc biệt cái màu sắc của dòng lan cắt này rất là đẹp, là một cái dòng cam lửa rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Em bán một chậu lan cát này với giá là 190.000 cho một chậu. Và sang bên này đây thì em có những cái dòng lan vũ nữ đáng sưu tầm nhất và đẹp và đáng sưu tầm nhất này cô chú anh chị này. Dòng lan vũ nữ thì nó có ưu điểm đó là cho mình hoa quanh năm ạ. Cho mình hoa quanh năm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Mà rất là bền hoa và cực thơm nữa. Dễ thuần dễ chăm vô cùng luôn. Ở đây thì em có những cái chậu lan đầu tiên thì em có cái dòng vũ nữ, đây gọi là vòng vũ nữ mèo cam hay còn gọi là vũ nữ cam lửa. Cái dòng này thì cô chú anh chị nhìn kỹ cái bông hoa của nó sẽ thấy là mang hình dáng như là những cái chú mèo rất là xinh xắn luôn nhé cô chú anh chị. Bông hoa to luôn ạ. Bông hoa to luôn cô chú anh chị này, dòng vũ nữ mèo cam. Và một cái chậu vũ nữ mèo cam nó hàng đang nụ và giả hành khỏe đẹp như thế này. Thơm nức luôn khi mà nở hoa cô chú anh chị ạ. Em bán một cái chậu vũ nữ như vậy với giá sẽ là 180.000 cho một giò. Sang bên này đây thì em có cái dòng vũ nữ sô cô la, à đâu, đây sẽ là dòng ngọc nữ nhé cô chú anh chị. Dạ, đang lên rất là nhiều nụ luôn như thế này. Ngọc nữ này khi mà nở hàng này thì cũng cho hoa quanh năm và bây giờ đang bắt đầu là lên cái rất là nhiều nụ. Em bán một cái chậu ngọc nữ này với giá sẽ là 180.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là vũ nữ hoàng hậu xanh. Riêng dòng vũ nữ hoàng hậu xanh này thì hoa phải nói là cực đẹp luôn. Mỗi một cần hoa dài hơn mét và khi mà nở hoa thoải mái cô chú anh chị uốn tạo dáng theo sở thích của mình. Cái chậu thì những cái giả hành rất là bự như vậy, em bán 140.000 cho một chậu. Còn bên này sẽ là vũ nữ sô cô la baby ạ. Một chậu vũ nữ sô cô la baby xanh um như thế này. Đang lên mầm chi chít và hứa hẹn sẽ là một mùa hoa đẹp thơm mê mẩn luôn đây. Em bán với giá sẽ là 180.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan bạch hỏa hoàng. Một cái mặt bông phải nói là vô cùng là xinh đẹp đây cô chú anh chị cùng em ngắm để cảm nhận cái vẻ đẹp của nó. Hoa sẽ là cánh trắng trên và nổi bật là cái lưỡi màu đỏ. Đó, nổi bật vô cùng như vậy. Và 1kg bạch hỏa hoàng này với giá em bán chỉ có 220.000 trong 1kg thôi. Em sẽ bán từ ngay 0,2kg tức là 44.000 để cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái mặt bông bạch hỏa hoàng rất là tuyệt vời cho sân vườn. Sau bên này đây sẽ là hoàng thảo nghệ tâm. Hay nó hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng cô chú anh chị nhé. Một cái lô nghệ tâm như thế này ạ, cả một cái lô như thế này để cô chú anh chị có thể cho mình giò nghệ tâm rất là đẹp luôn. Và một lô nghệ tâm như thế này em bán với giá chỉ có 50.000 cho một phần như thế này thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi nhé cô chú anh chị, để thoải mái cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những hình lan ưng ý. Đặc biệt hôm nay thì rất là nhiều loại quế em sẽ bán giảm giá luôn, những cái cây quế lan hương đang nụ mà giá thì bây giờ người ta bán thì cực kỳ là đắt luôn cô chú anh chị ạ. Rồi sang bên này đây thì em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái cây nhạn cực kỳ là đẹp. Cây nhạn này em gọi là cây hoàng nhạn số 1 này cô chú anh chị. Để mà chăm được những cây nhạn như thế này là người nhà vườn người ta cũng phải chăm trong vài năm nhé. Cây nhạn số 1 này em bán 50.000. Cây nhạn số 2 ạ, lá bản lá rất là to và đẹp luôn này cô chú anh chị. Đó, cây to như vậy nhá. Cây nhạn số 2 em xin phép được bán cái cây này với giá là 55.000. Đẹp, à cây này em bán 60.000. Và cây nhạn số 3 sẽ là 50.000 này. Cây số 4. Cây số 4 sẽ là 45.000 và cây số 5. Cây này cây số 3. Cây số 3 này em bán với giá là 35.000. À đâu, cây số 3 này em bán với giá là 50.000 chứ. Còn cây này cây số 5. Cây số 5 này 50.000. Và bên này đây sẽ là những cái hình hải vân. Hải vân thì bây giờ đã đang chuẩn bị đi vào cái mùa hải vân nam nhé cô chú anh chị. Hải vân nam thì chuẩn bị đi vào mùa hoa đấy ạ. Vân nam với cả vân bắc là cái mặt bông của nó gần như nhau cô chú anh chị biết rồi. Gần như nhau mà hải vân bắc ấy. Hiện tại 1kg của hải vân bắc rơi 7-8 triệu. Và một cây như thế này thì hình như đâu người ta bán hơn 100.000 một cây bé tí xíu luôn cô chú anh chị ạ. Thì thay vì ngắm những cái bông hoa lan hải vân bắc cực đắt đỏ
Cô chú anh chị ngắm giúp em những cái cây hải vân nam, mặt bông cũng vô cùng tuyệt vời và dễ thuần, dễ sống cực kỳ luôn nhé cô chú anh chị. Ai cũng có thể trồng được cái loại lan hải này, hình này em gọi là cái hình số 6 ạ. Hình số 6 cả một lô hải vân này em bán có 90.000 thôi ạ. Hình số 7 cũng 90.000 và hình số 8 này 100.000 cho một cái lô hải vân đẹp như à đâu, 120.000 cho cái lô hải vân này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Và sang đây ạ, là cái hình hải vân số 10, cả một lô rất là nhiều như thế này. Em bán cái lô này với giá, ôi một cái lô này cực nhiều luôn, 180.000 cho cả lô này cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình 11 này, hình số 11. Cả lô này có đã 5 khóm như thế này, em bán với giá là 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là lô số 12. Lô số 12 là bao nhiêu khóm đây? Cũng là 5 khóm, 2, 3, 4, 5, 5 rề. Có rề chân tím rất là đẹp luôn. Cái rề này hình này em bán 210.000 cô chú anh chị nhé. Sau bên này sẽ là những hình quế lan hương ạ. Quế lan hương cô chú anh chị này, nhìn cái thân thấy nụ thôi là đã tưởng tượng đến cái mùi thơm tuyệt vời của nó rồi, cái dòng quế lan hương. Hiện tại cây đang nụ nhé cô chú anh chị. Một cái lô quế lan hương này em gọi là cái hình số 12 ạ. Hình quế lan hương số 12 có 5 đầu ngọn, rất là tuyệt vời như thế này, đang nụ đẹp cô chú anh chị. Về cô chú anh chị có một cái giòn lan quế thơm nức để mà thưởng thức trong mùa quế này luôn. Em bán cả cái lô quế này 220.000 thôi ạ. 220.000 thôi cô chú anh chị nhé, cho cả một cái lô quế như vậy. Đó, 220. Trời ơi, rẻ quá. 220.000 rồi ạ. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 13, với hình gồm có 3 khóm, 3 ngọn quế xếp thẳng tắp như này. Em bán là 170.000. Và hình số 14 ạ. Hình số 14 cũng là một cái hình quế xếp rụt này, 1 này, 2 này, 3, 4 ngọn quế xếp rụt, 5, 6, 6 đầu ngọn. Thì em bán 130.000. Và sau hình tiếp theo ạ, là cái hình số 15. Hình số 15 sẽ là 4 cái đầu ngọn quế này. Em bán cái hình này với giá sẽ là 160.000, 170.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đang nụ cực xinh luôn. Đó. Và sang hình 18 sẽ là một cái hình quế đẹp nhất trong cả cái lô quế này. Một cái phần quế mà có một cái ngọn cây mẹ con xếp rụt luôn. Cái bản lá ngắn cực đẹp. Cây đang nụ này cô chú anh chị này. Đã một ngọn quế này, với cả cặp đôi bên này cũng là cây quế mẹ con, đang hai nụ rất là đẹp luôn như thế này. Và cái hình này, giò này thì về cô chú anh chị làm một chỗ giò phải quá là xinh luôn nhá. Với giá em bán là 380.000 luôn ạ. Tiếp theo sẽ là cái hình số 17. Số 17 cũng là hai ngọn quế xếp rụt này. Riêng một cái ngọn này là 8 cặp lá luôn nhá. Cái chất lá cực đẹp và thêm cái ngọn bên này nữa này. Đó, cũng là cùng cây mẹ con nên là cái chất lá giống nhau. Hải đang nụ. Hình này em bán với giá 220.000 ạ. Và sang bên này sẽ là những cây đai châu Thái tuyệt vời luôn. Hàng châu Thái em có bán hàng cân bên kia cô chú anh chị, 370, hoặc cô chú anh chị mình chọn hàng theo hình ở đây cho em. Đấy, hình này em gọi là hình 18, là một cái lô đai châu Thái. Nó có tất cả là 5 cây ạ. 5 cây châu Thái này với giá chỉ có 5 cây châu Thái này với giá là 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. Có hẳn một lô 5 cây. Hình tiếp theo một cái cặp cực VIP luôn, cái bản lá quá đẹp. Hình số 19 em bán 150.000 cho 3 cây này. Cây rất là to luôn, châu Thái ạ. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân cũng được. Hình sang 20 này, hình này em có 4 cây. Bây giờ đang ra nụ rất là xinh luôn này cô chú. Ra mầm rất là xinh luôn. 130.000 thôi cho 4 cây này. Và sang hình tiếp theo một cặp cực đẹp luôn. Cái bản lá này 6 tầm 6 sen cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp. Một cặp trâu cực đẹp như thế này em bán với giá là 170.000 cho cặp trâu này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 22, 190.000. 190.000 giá xếp rụt đẹp chưa cô chú anh chị? Một cái cây mẹ con này. Đây là một cây mẹ con này. Lá đẹp lắm. Cái lô trâu này mỹ mãn luôn cô chú anh chị ạ. Hình này 190.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là trâu rừng. Hình số 23, 3 cây trâu rừng này. Cô chú anh chị lấy 3 cây này thì về lên chậu để đúng như là hoàng hậu lên ngôi luôn. Bán có 130.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 24. Một cái phần mà có 3 cây trâu này. Đó, không hề lỗi. Với giá chỉ có 90.000 cô chú anh chị ạ. Hình số 25 cũng là 90.000 ạ. Và hình 26, 3 ngọn. Giá là 130.000 thôi. Hình cáo hôm nay em cũng bán rẻ sập sàn luôn đây cô chú anh chị. Cái hình dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị về làm trụ đẹp luôn. Cô chú anh chị mùa này kể cả ngay cả những người mới bắt đầu tập chơi thôi ạ, đảm bảo cô chú anh chị ghép được cáo nhá. 90.000 cho cái hình cáo này.
Nó có bao nhiêu cây? 10 cây ạ. Sang hình tiếp theo, hình số 28 chỗ này 5 cây em cũng bán với giá bao nhiêu nhỉ? 90.000 luôn ạ. Và sang bên này là một cái quần cáo có 4 ngọn to, rất là mướt đẹp như thế này. Thì giá em bán là 100.000 nhé, của chính chị nhé. Và sang bên này sẽ là những giò long tu này. Long tu ạ, long tu xuân hàng này thì hoa nở ở thời điểm Tết và cô chú anh chị biết rồi. Long tu thì hoa cực sai, bình thường giá hàng cân tầm 250. Thì bây giờ cái giò này, một giò này bảng gỗ nhá cô chú anh chị nhá. Bảng gỗ ạ, em bán cái giò này với giá chỉ có 140.000 thôi ạ. Hình số 34 cũng là 140.000 này, xung xuê luôn. Hình 35 140.000. Hình số 36 này, 36 140.000. Để chỉ việc treo và chờ hoa Tết thôi. Hình số 34 140.000. 35 ạ. 140.000, 36 140.000 và 37 cũng là 140.000, 38 một cái dề vảy rồng này. Vảy rồng em có bán 110.000 một cân ạ, hoặc cô chú anh chị mua dề này cho em 150.000 một cái dề luôn, nguyên một dề luôn. Và hình số 39 là 170 và hình số 40 sẽ là 190.000 cho một dề vảy rồng cực đẹp. Sau bên này đây sẽ là cái hình 5 cánh trắng HO cô chú anh chị nhé. Hàng em bao chuẩn mặt bông cây giống luôn. Là mặt hoa của dòng HO đây cô chú anh chị này. Cánh hoa của dòng HO này nó rất là bầu và rất là đẹp luôn ạ. Cặp đôi hai bông hoa đang nở cực kỳ là xinh luôn. Và em khẳng định rằng ngay cả hiện tại cái dòng van nó đang xuống giá, nhưng cô chú anh chị vẫn có thể. Mặt bông này rất là bầu đẹp luôn. Cái mặt HO hiển oanh này cô chú anh chị, trắng muột là cực đẹp luôn. Mặc dù là buổi tối mà cô chú anh chị thấy là cánh vẫn còn rất là bay và đẹp như thế này. Thì cái chậu hiển oanh này, hiển oanh em gọi là chậu 41 nhé. Chậu này hai mầm gốc rất là cao và đẹp luôn ạ. Chậu hiển oanh này em xin phép được bán với giá 130.000, hai mầm gốc và rất là nhiều kỳ trên thân nữa. Và tiếp theo sẽ là 42. Cái chậu này em bán là 100.000 này, một mầm gốc cao 40 cm luôn ạ. Và 43 chậu này cũng là một dàn mầm gốc và một cái một dàn kỳ với cả một mầm gốc rất là đẹp, em bán 100.000 luôn nhé. Bán rẻ luôn là cô chú anh chị sưu tầm ạ. Hình số 44, chậu này em bán với 110.000, một cái dàn kim mập nú và một mầm gốc rất là đẹp. Hình số 45, giò này em bán với giá là 100.000. 46 này cô chú anh chị, một dàn kim siêu đẹp với cả một mầm gốc tầm 30 cm em bán 100.000 luôn. Và 47 cũng một 47 này em cũng bán 100.000 này. Và sang bên này sẽ là những cây tổ quạ. Tổ quạ 48 ạ. Cây tổ quạ này thì mang lại những cái tác dụng rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Ví dụ cô chú anh chị thấy rằng là ở trong vườn bây giờ cái thời tiết nắng nóng như thế này, chắc chắn là nhiều cô chú anh chị, nhiều người người ta nếu như có điều kiện là người ta có thể đào những cái hố nước, đưa nước vào dưới vườn hoa để tạo cái độ ẩm bốc lên rất là tốt. Còn nếu như không thì người ta có thể không tạo đào được cái hố nước ấy, người ta có thể cho những cái bồn đựng nước cho vào dưới để mà nó tạo cái phả cái độ ẩm lên. Thì thay vì làm những cái điều đó thì cô chú anh chị mình có thể mua giúp em những cây tổ quạ này. Những cây tổ quạ này thì đã cắt bớt những cái lá bên trên này đi rồi để nó gọn hơn trong quá trình vận chuyển. Về cô chú anh chị treo lên những cái lá ở bên trên này nó sẽ tự mọc ra cô chú anh chị nhé. Và cái cây tổ quạ này thì đặc biệt là phần giá thể bên dưới này, nó giữ nước cực kỳ là tốt luôn. Cánh lá của nó xòe rộng mà giữ nước rất là tốt. Chính vì vậy mà nó đáp ứng hai cái điều kiện, đó là vừa cái tạo độ ẩm và vừa tạo bóng mát, nên là rất là tuyệt vời nếu như cô chú anh chị có một vài cái tổ quạ ở trong sân vườn. Nó vừa tạo cái cảnh đẹp này, không gian xanh đẹp, vừa tạo độ ẩm và độ râm mát luôn cô chú anh chị ạ. Và hai cái cây tổ quạ ở hình 48 này em bán có bao nhiêu nhỉ? 45.000 thôi ạ. Và tiếp theo sẽ là 49. 49 em bán là 40.000. 50 em bán là 45.000. 51 là 45.000 3 cây. Và 52 45.000 nhá. 53 cũng 45.000 cho 3 cây này. 54 cũng là 45.000 3 cây. Và 55 55 sẽ là 50.000 cho 3 cây này. Và 56 cái hình này cũng là 45.000 2 cây. Và bên này sẽ là một món quà rất là đặc biệt từ thiên nhiên, đó là mật ong rừng. Hôm nay mật ong khoái cô chú anh chị nhé. Hôm nay em có một cái tổ mật ong về siêu ngon luôn cô chú anh chị ạ, đặc sánh và vàng ươm. Cái tổ mật ong này, mật ong riêng mật ong khoái so với cái loại mật ong em nghe nói thôi ạ, những người ở đây người ta nói
là cái dòng mật ong khoái này này, vì cái tác dụng nếu như là dùng để chữa bệnh ấy thì nó có nhiều tác dụng chữa bệnh hơn cái mật ong mà mật ong người ta nuôi, hay là cái mật ong gì nhỉ, cái gọi là mật ong ruồi hay mật ong núi đá ấy, cô chú anh chị. Thì cái mật ong khoái này nó có tác dụng chữa bệnh tốt hơn đấy cô chú anh chị. Hàng mật cực kỳ là xịn và ngon như thế này mà em bao giá rẻ, chuẩn xịn mà bao rẻ. Riêng mật ong khoái là không có trồng nuôi được đâu cô chú anh chị nhé. Em bán với giá chỉ có 200.000 cho 1kg thôi. Đảm bảo cô chú anh chị là về chất lượng và giá thành thì cạnh tranh vô cùng luôn. Không nơi nào rẻ bằng và chất lượng hơn nhé cô chú anh chị nhé. Bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size 1234, vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho 1kg, rêu rừng 50.000 cho 1kg. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, Atonic 12.000 cho 1 gói, Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 50.000 cho 1 cặp, dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ. B1 Thái 40.000 cho 1 lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho 1 lọ. Sức thai hóc môn tăng trưởng 5.000 cho 1 lọ. Và siêu da dễ liền da mỹ tiến 40.000 cho 1 lọ. Siêu da dễ N3M 30.000 cho 1 lọ. Ba loại phân bón thông minh tăng trưởng có kiểm soát đồng giá 30.000 cho 1 lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho 1 lọ. Và thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho 1 lọ. Kim kim bun đặc trị khối nhũn 25.000 trong gói, chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi và phân trùng quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 trong một túi 1kg. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, cân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. 35.000 trong một túi và một sản phẩm cực hoàn hảo luôn đây ạ. Bởi vì ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, như là cả cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, đặc biệt là cực kỳ lành, thoải mái cho chính chị bón hay trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu dễ luôn cô chú anh chị nhé. Bên này thì em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Đây là cái dòng tinh dầu hồi mà bên gia đình nhà em tự chiết xuất cô chú anh chị nhé, từ những cánh hoa hồi, bởi vì nhà em cũng có những rừng hồi nên là tự chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của rừng Cao Bằng, của rừng nhà em đấy ạ. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. 40.000 cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn. Mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời ạ. Giảm đau rất là hiệu quả luôn cô chú anh chị này, không gây nóng rát. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.